đây nè. Ok, thì hôm nay ba nói cho các bạn biết là ngày mấy? Mùng 3. Thứ mấy ta? Mùng 3 Tết ở bên Mỹ. Chủ nhật phải không? Ok. Chủ nhật. Khoan, nào, bà nói lớn nha, tại vì cái này gió quá. Hiện tại thì tại vì mấy ngày nay Nguyên đi show xe với lại đủ thứ chuyện bận á, cho nên Nguyên không có quay được cảnh đốt pháo ở ngoài Phú Thọ, rất là vui các bạn, đầy nghẹt luôn. Chắc năm sau Nguyên hẹn lại. Mà Nguyên nhớ ông làm cái vlog năm trước Tết á, Nguyên có quay đốt pháo. Ok thì các bạn, thì bây giờ Nguyên sẽ đốt. Hiện tại cái phong này còn lại có chút xíu à, cho nên đốt cho vui thôi nha các bạn. Năm sau Nguyên mua nhiều hơn. Rồi. Hello. Ba trước khi đốt, ôi đốt xong rồi chút nha. Ok. Rồi ba Nguyên sẽ đốt. Dạ. Chuẩn bị chạy nha. Trời ơi chạy. Pháo này mạnh thôi chứ. Rồi chú đi. Hai các cháu. Chào các cháu, hôm nay là ngày 3 Tết ở bên Mỹ. Có một con pháo rất là khiêm tốn nhưng mà rất vui, là nó nổ rất là giòn và nó nổ không có một cái hộp nào lép hết. Vậy là khởi sắc cho năm mới nha. Chúc các cháu cũng hưởng được mùa xuân tốt đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Rồi. This is that mystic Mac life, no apologies, king of everything. Ok các bạn, thì hiện tại là mùng 2 Tết ở bên Mỹ, ngày 17 tây tháng 2 thứ 7, thì hiện tại là 2 giờ trưa. Nguyên phải ăn gấp rút để Nguyên đi tập gym. Hiện tại Nguyên mua to go tô phở. Một hồi nữa nếu mà có cơ hội Nguyên sẽ quay ở ngoài phố bonsai của người Việt ở bên đây đó các bạn. Nó nghẹt đường luôn các bạn. Tết rất là đông, rất là vui. Cũng có cảm giác như ngày Tết ở bên Việt Nam, nhưng chắc chắn bên Việt Nam sẽ vui hơn rồi các bạn. Nhưng mà cũng đỡ nhớ Việt Nam. Thì Nguyên có đi ra ngoài, mà mới nãy cái máy quay Nguyên hết pin á, cho nên Nguyên phải chạc pin, không có quay lại không khí náo nhiệt cho các bạn. Nhưng mà hy vọng ngày mai Nguyên đi, Nguyên sẽ quay lại cho các bạn coi. Đó là cái mùng 3 ha. Chắc ngày mai Nguyên sẽ đốt pháo cho các bạn. Tại vì hiện tại á, đầu năm là Khánh, cái chỗ mà tài trợ xe cho anh Khánh á, nó mời anh Khánh đi một cái show. Đây là cái tô phở của Nguyên. Thì nó mời anh Khánh đi một cái show, nó gọi là đêm show xe tối nay á, là dành cho Tết. Rất là vui các bạn. Nguyên sẽ quay cho các bạn coi. Sau khi qua phần này chuyển cảnh, Nguyên sẽ dẫn các bạn đến cái show kho mà nó làm đặc biệt cho Tết Việt Nam như thế nào nha các bạn. Nguyên cũng lần đầu tiên tới nơi đó luôn, cho nên sẽ có Andy Vũ, có Khánh, có Nguyên. Và đây là mùng 2, thì đây là cây mai ở bên Mỹ. Chắc chắn là nó sẽ không đẹp như ở Việt Nam, phải không các bạn? Nhưng mà tiếng Anh nó gọi là it is what it is, có nghĩa là có còn hơn không. Đây, đây là phong pháo Nguyên mua năm ngoái nè. Ngày mai Nguyên đốt cho các bạn coi ha. Đây là những cái đồ trang trí Nguyên mua. Coi nè các bạn. Đó, đôi ba. Cái này là cái miếng thơm để trên xe. Nó hết thơm rồi. Một người bạn của nơi làm cũ của Nguyên biết Nguyên và Khánh thích dài Jordan đó, cho nên tặng sinh nhật Nguyên. Đó, đây là câu này rất hay nhưng Nguyên mua. Mẹ cha ngó ra thấy đám lục bình, thương câu lục bát nặng tình mẹ cha. Mỗi lần Nguyên nhìn cái câu này, mỗi lần Nguyên thấy cái câu thơ này, thì Nguyên cảm thấy cái hình ảnh sông nước của Tiểu Cần, Vĩnh Long, Trà Vinh là nơi mà quê nội Nguyên được về một lần lúc Nguyên còn nhỏ trước khi Nguyên qua Mỹ á. Và làm Nguyên cảm thấy cái nơi sông nước đó liền, và cũng cảm thấy được cái bến Ninh Kiều của Cần Thơ. Nguyên rất là nhớ Cần Thơ một lần nữa. Hy vọng sẽ có ngày về. Yeah, đây là cây mai. Ba Nguyên và Nguyên đi mua hồi cái vlog mùng 1 đó các bạn. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Comment ở bên dưới. Cây mai này đẹp hay là Việt Nam đẹp? Mà chắc chắn Việt Nam đẹp rồi. Comment down below. Yeah, đây là mùng 2 đó các bạn. Vậy thôi, gặp lại các bạn vào show xe.
hội cứ bước qua đồn bão. Sân cho tụi tao là đường nóng nên là bên đường bổ lão khi mày chưa đạt được tốc độ cao. Xung quanh toàn là khói vì đêm nay có hai thì Racing Boy ở khắp đèo lối lúc 12 giờ tối và chúng ta đi thôi. Yeah. Tụi tao nghèo lắm nhưng khi màn đêm xuống tụi tao phải làm vua ở những nơi tăm tối đam mê là bất diệt. Tao nghèo nhưng mà đêm khuya tụi tao sẽ là vua. Vua vua xong về ăn mì gõ luôn, sáng đi giữ xe luôn. Vua bớt vua đi. Và tụi tao coi đó là đường đua. Yeah. Đêm đó anh em ta giao lưu, không quan tâm ai chơi ngu. Mày thích thì bước qua để mà thể hiện, nhưng nên nhớ tốc độ phải theo bản thân mình làm chủ. Sài Gòn này nó vẫn đông đủ, vẫn không hề ngủ cho tới trời khuya. Vẫn xe cập nhỏ dên đôn chảy lớn, dẫn đầu từ Vietnam cho tới Cung Bà Rịa. Này yếu yếu thì gắn cái trợ lực, cộng thêm vào đó là cái bên bóng mai. Bước ra xe mà mày cứ nẹt nẹt, để tao cho mày biết thế nào là cây hai. Anh em tụi tao đam mê, chạy chung tim và trang qua lá phổi. Tụi mày cứng ở đó mà bốc vét, không chịu bước ra chơi thì làm sao khá nổi. Có bản lĩnh cứ nhấn ra đá số mà đi sau đích thì chỉ có hơi khói. Đường đi phía trước tụi tao vẫn tay lái, bất chấp nguy hiểm đơn giản vì là Racing Boy. Racing Boy. Racing Boy. Chợ luôn cái nón với cái bộ đồ luôn. Đó đỏ nè. Đỏ hết rồi. Nè, không biết cái SS còn màu đen đen sao không? À. Làm cái ghê rồi. Đâu, thôi đi coi. Làm cái ghê rồi. Dạ, đi, đi. Coi chiếc này đẹp quá anh. Ok các bạn, thì bây giờ tới nơi rồi, giờ đang đói lắm. Tại nãy mới đi tập xong về rất là đói. Giờ kia kiếm cho ăn. Khánh mang đôi 1 Flyknit đấng. Đồ Flyknit luôn. Flyknit luôn nè. Kobe ăn Tết. Vô đây quay dài ghê, quay xe đó. Đó không á, tiền luôn. Còn có mấy đứa comment nói quay gái nữa. Ồ, man bro. Mặt bro đi. Mặt Donald. Đó cái máy vlog. Bữa nay rất là vui luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Cái máy của Skyline nè. Đồ man. Xe này đồ má của lòng bí đen á. Ồ. Đồ cái wheel đẹp quá anh. Wheel kìa. Wing. Ồ. Oh. 240. Đèn rồi anh có thể diễn tả làm sao anh quay gái không? Thì vậy nè, mình cứ dời bên hướng này mà mình để camera bên đây nè. À, là gái bên đây nè các bạn. Lại đâu. Rồi ở đi, ôi xin lỗi. Xin lỗi. Anh chơi xe đủ má, passing by. Ừ. Họ nói cái xe con bớt này kìa các bạn. Rồi ở bên trong kìa. Như một cái khách sạn 6 sao luôn chứ không phải là 5 sao nữa. Quá đẹp. Mày coi ở trong kìa, như một cái khách sạn 6 sao vậy đó. Xe hiệu con chó hả ta? Ừ, 5 con chó mà. Trời ơi, vô ngồi luôn đi. Chó chi? Wow. Chó chi? Take it. You flow too. Con này như cục sắt vậy. Như cục sắt luôn. Trời ơi. What a piece of metal. Eddie. Debasito. Basito. Má nè, nó hồi cắt khúc này đi bị copyright á. Ơ dạ. Kêu mẹ đi. I already saw my first shot. Oh. That's me. Chuchi. Đây. Ủa xe này được chạy không vậy? Xe này là show xe đẹp nhất trong đêm.
chạy luôn đi. Thôi bị ông Cang bắt nè con. Đây, xe hàng gánh Federal luôn các bạn. Nằm ở ngoài này luôn rồi, bữa nay hoành tráng quá hả? Chúng vé số tối nay là đập xe này luôn. Road trick. Rồi giờ đi dạo với anh em nha. Lý do tại sao? Này giống như cái chợ Sida 5 đồng cái thấy không nè, còn cái đó tao không biết à. Cái này như cái chợ Bà Chiểu vậy các bạn. Cái mấy cái lồn này nhiêu tiền hả? Mày phải hỏi nó, hình như bữa kia là 2 cái 50 hay 2 cái 100. Trời mất cái thùng. Nè cái này nè. À, Rocky Bunny kia nguyên cái dấu gì rồi, vắng à. Như sạp chơi chơi mỗi cái 5 đô 5 đồng á. Ừ, size này size mấy, size lót nè. Đâu? Hey, có SK á. Hả? À. SK đâu đâu, mà cái đó size bự quá. Cái nào medium đâu? Qua đây nè. Phải không? Ờ à. Hả? Ừ. Giờ phải chọn á các bạn ơi, quá trời nhiều. Quay qua coi coi. Lộn. Lụm hả? Hồi tao quay xong tao lụm. Giờ quay cho các bạn coi trước, sau đó mình mới lựa. Đồ áo đúng kẻ luôn á. Ừ. Để kiếm cái SUK coi. Nó ngoãn kiếm giùm cái coi. Nó mà bên đó X-Lot. Đây nè. Lot. Trời đồ má. So full hả? Hey man, how much for your shirt? $5. I get this one $5. Small, medium and large. Alright, thanks. Ủa mấy máy quay sáng dở lắm. Thằng chủ nói tụi này lại quay vlog chứ không có mua đâu. Boring. Cái đó được không em? Thôi giờ tắt máy lựa đồ. Bia đâu? Sẵn ngay đây kế bên tiệm xô xe. Có tiệm dài. Định vô quay nhưng mà đóng cửa các bạn ơi. 7 giờ tối. Thôi chắc kỳ sao Quân vô. Comment bên dưới nếu các bạn muốn kỳ sao Quân vô. Swiss show. Ủa đẹp men giống như Fly Club vậy. Không biết dài ngon hay không. Có Ngọc Trinh, Yeezy, Zebra nữa kìa. Mở cửa đi, I wanna play. Play. Anh em yêu cầu mình phải quay gái cho nên mình phải quay. Đó. Y chang trong Fast and Furious luôn. Lúc mà trước khi đi đua xe. Đó vô luôn. Cái xe đẹp quá. Ừ, xe đẹp quá trời ơi. Ủa mà anh em kêu mày quay gái đâu phải quay xe đâu, sao quay xe vậy? Cho bộ thôi, quay gái rồi. Ok, hiểu rồi. Phải có cái thủ thuật giả bộ đó các bạn. Surprise, motherfucker. Dậy ngủ. Mệt quá. Mệt quá rồi hả? Yeah. Thôi các bạn, chuẩn bị chờ trao giải rồi về. Mẹ thua quá. Ủa cái này là cái mới tao chưa biết luôn. Cái này dễ lắm. Là thằng này là bên là cái nè, này bên mình nè, mình chỉ cần cào số thắng hỉnh cái là mình ăn. Lớn hơn cái là mình ăn thôi. Mà đề cài cào đéo giờ ra được. Tàn thuốc này bảo đảm luôn này chú chín. Ồ, phải nhỏ hơn số 3 phải không? Cái này số 10 đúng không? À. Không phải, cái này đâu, cái này số may mắn thôi. À. Nè, cái này là bài của con cái nè. À. Sao số mình bên đây mà lớn hơn này thôi. Ờ. À. Nè, 10 đúng không? Bảo đảm bên đây 9, đồ con điếm lắm, con lỉ.
thấy chưa? Đâu má tôi thua biết bao nhiêu tiền với mấy thằng chó này. Tên này hôn giống như là thằng rapper A-Food á. Cạo này rất là phong cách. Coi là quy đúng không? Thế nào cũng ra 10 hay là đủ mấy số nhỏ hơn. Bồi. Trời bồi. Bởi vì mang dép này cạo là mạc mà. Đó, còn số 8 nè. Thế nào cũng ra số 7. Tu sao sao luôn. Không, bây giờ tiếp tục với tại bữa đọc cái mình đó là nó hỏi là số 6, con này ra số 4 nè. Làm sao Andy đầu má. Làm sao Andy Vũ biết anh Nguyên và anh Khánh? Xưa đi chăm đồ chung với ba ơi biết thôi. Vậy thôi à. Mấy ông nội đủ mà xưa đi học chung với ba ơi chứ chăm đồ gì này đâu biết nhau đâu. Biết thằng Bullet á. Biết thằng Cai Ngục thôi. Thời xưa đi học thì biết thôi. Đó. Vậy thôi. Tại xưa đó từ Kim giống như đỉ. Không phải đỉ mà đuỷ á. Đuỷ. Tóc dài rồi, mình dài rồi. Nó đó. Để kiểu HKT á. Ồ, Dr. Kim có nghĩa là nickname của anh Khánh nha các bạn. Thằng Andy đặt á. Lý do tại sao là Dr. Kim vậy? Tại bữa anh đi làm mặc áo trắng. Rồi anh chùm cái khăn mà che để bảo vệ. Thôi cũng màu trắng luôn. Mới nhìn sau lưng như bác sĩ vậy. Thật ra đang đánh bột. Mày răng. Đánh bột. Dr. Kim, Kim Jong Un đó nha. Này Kim búa, này Kim búa. Chứ không phải Lee Minh Ho đâu. Này là Kim, Dr. Kim, viết Kim gì không? Kim Bình Mai. Kim Bình Mai. Thôi vậy, đâu. Nghiêm túc làm việc hả? Đồ má mẹ. Ủa anh chạy chửi đâu. Quá đâu, thua cầm. Tao cắt cho thôi. Cái mẹ đó. Thôi vậy, ok. Thua chửi hết. Ủa này, nãy giờ thua hả? Thua má, điếm dạ lắm. Này, ra số 10 này. 10. Trời, giống điện giống cái mẹ. Tụi tao nghèo nhưng mà đêm khuya tụi tao sẽ là vua. Vua, vua xong về ăn mì gõ luôn, sáng đi giữ xe luôn. Vua, bớt vua đi. Tập trung cả. Trời, cái này điếm thiệt. 8 trên 10. Nè, cái này thắng nè. Rồi, tại số nhỏ rồi. Ra năm một cái đập cái máy đi qua kia luôn. Chắc đập rồi. Đập đi. Chúng cái mày. Cào bằng tay luôn. Rồi. Rồi. Nhìn này là biết số 9 này, chỉ này. Tròn tròn thì cũng làm gì có số nào số tròn tròn hơn này. Hoặc số 0 luôn. Ở đây cái mặt ở mặt trời luôn. Đó quý cái mà này. Đó. Ủa chưa bây giờ chúng ta này luôn hả? Chúng rồi mà chúng bùa vô không mà. Gà gà chứ A là chúng hết. Ồ. À, giờ mình cào từ dưới lên trên thì mình sẽ múc đít. Bội, nó động đậm. Đậm má. Rồi. 8, 9 con. Trời ơi. Điếm thiệt á. Rồi thôi, khỏi rồi. Cạo luôn, nhìn là biết rồi. Cạo chứ cho thêm buồn. Thấy không? Biết sao mình biết nó gá gì mà nó gắn cấm đầu luôn. Dù biết là bị lừa dối nhưng mà vẫn phải vẫn còn nước hy vọng làm giàu. 10 7 8 7 rồi số 4 này má đéo thắng rồi thôi luôn đập cái máy thêm cái nữa thắng trời số 3 thiệt luôn tôi thiệt luôn 7 trời ơi rồi. Má điếm thiệt luôn á. Quá điếm. Quá điếm luôn, mốt không chơi tài này đâu. Chơi tài khác. Trời ơi, con bội làm chó gan già. 10 làm chó. Rồi số 3 luôn, số 7 luôn. Số 5 luôn. Trời ơi. Cái này nhẹ nhẹ, cái giọng cuối cùng. Cái này thắng á. Số 3. Má chơi này tức thiệt á. Rồi để hai đôi dép lên lại luôn đi. Cúng luôn đi. Xong. Vậy. Nếu
mày muốn biết anh em tao ra sao thì khỏi cần hỏi, cứ bước vào đồn bảo. Sân cho tụi tao là đường nóng nên là bên đường bố lão, khi mày chưa đạt được tốc độ cao. Xung quanh toàn là khói vì đêm nay có hai thì Racing Boy ở khắp đèo lối, đúng 12 giờ tối và chúng ta đi thôi. Yeah. Tụi tao nghèo lắm, nhưng khi màn đêm xuống tụi tao phải làm vua. Những nơi tăm tối đam mê được bất diệt và tụi tao coi đó là đường đua. Yeah. Đêm đã anh em ta giao lưu, không quan tâm ai chơi ngu. Mày thích thì bước qua để mà thể hiện, nhưng nên nhớ tốc độ phải theo bản thân mình làm chủ. Sài Gòn này nó vẫn đông đủ, vẫn không hề ngủ cho tới trời khuya, vẫn xe cập nhỏ dên đôn chảy lớn dẫn đầu từ Vietnam cho tới Cung Bà Rịa. Này yếu yếu thì gắn cái chờ lực, cộng thêm vào đó là cái bên bóng mai. Bước ra xe mà mày cứ nẹt nẹt để tao cho mày biết thế nào là cây hai. Anh em tụi tao đam mê chạy chung tim và trang qua lá phổi, tụi mày cứ ngồi đó mà bốc phét không chịu bước.